Bạch sư con thấy bây giờ có rất nhiều ngôi chùa có bếp nấu ăn mà thường là sử dụng bếp củi ngày xưa. Khi con đi công quả thì con có để ý thấy rằng là khi mình sử dụng bếp củi để nấu thức ăn thì trong củi đó có rất nhiều con vật nhỏ. Trong khi mình sử dụng bếp củi như vậy, có khi nào mình đã vô tình sát sanh mà mình không biết không? Nó tùy theo mình thôi. Hồi khi mà sư chưa có xuất gia đó, nhưng mà lúc mà có quan tâm đến Phật pháp, có quan tâm đến giới đó, thì sư cũng ở cái vùng mà cũng phải dùng củi để nấu ăn thôi. Bởi vì nếu không dùng củi thì mình dùng cái gì để mình nấu bây giờ? Bởi vì không có bếp ga. Củi là phương tiện duy nhất để nấu ăn khi đó chưa có xuất gia. Thì khi đó sư để ý như thế này, cái củi đó thì đương nhiên là mình phải bổ ra. Mà khi mình bổ ra như vậy đó, cái củi nào mà nó có con này con kia, cụ thể là con mối con mò thậm chí là con kiến, để qua một bên không có xài. Chỉ có củi nào á mà mình thấy nó chắc, không có con kiến, con mối, con mọt á, thì khi đó mình mới xài. Đấy. Thành thử nó không có khó. Còn cái việc là chúng ta vô tình sát sanh á, thì đôi khi vẫn có như thường. Không nhất thiết là phải khi mà mình nấu ăn, mà ngay cả khi mình đi đứng, khi mình cử động, thì mình vẫn có thể vô tình sát sanh như thường. Như thế này, khi chúng ta không có cái chủ ý, không có chủ ý là sát sanh, thì mình không có tạo nghiệp. Nhớ giùm, mình không có tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu như chúng sanh chết do cái sự không có chủ ý của mình mà chúng sanh đó kết oan cái, ví dụ như oán hận, tại sao mà tôi đang yên đang lành anh giết tôi đó, cái kiểu đó đó, thì chúng sanh đó sẽ tạo oan trái với mình, và đời sau thì sẽ gây oan trái với mình. Ví dụ như người ta sẽ mắng mình, sẽ đánh mình, sẽ chèn ép mình nếu có cơ hội, hoặc chỉ đơn giản là họ ghét mình hoặc không ưa mình. Thành ra phải cẩn thận. Thứ nhất là mình phải cẩn thận. Cái thứ hai đó, biết như vậy thì lo mình tu giải thoát đi cho rồi. Bởi vì mình còn ở đời đó, thì tránh làm sao được cái chuyện mình vô tình kết oan cái với chúng sanh này, chúng sanh kia. Tránh làm sao được. Thành ra đó, lo tu để giải thoát thôi. Chứ còn ở đời đó, là còn gây oan cái với nhau. Cái thứ hai, cái thứ nhất, cái thứ hai đó, ráng nỗ lực hành tâm từ. Sư nói hoài, nhiều người nói nghe nhàm, nhưng mà sư phải nói đó là trong kinh Đức Thế Tôn nói, cái người sống chánh niệm đó, thì mỗi một ngày đối với họ nó sẽ tốt hơn. Họ sẽ tạo nhiều công đức, đặc biệt là phước hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên, họ không thể thoát khỏi kẻ thù. Chỉ có những ai thực hành rèn luyện từ tâm, sống bằng tâm từ đối với chúng sanh, thì họ mới có cơ hội thoát khỏi kẻ thù. Chính bởi vì như vậy đó, ráng thực hành tâm từ thì chúng ta sẽ bớt rất là nhiều những oan cái, đặc biệt là những oan cái mà mình không mong muốn.